Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình Lớp Phim Hawaii. Thì như anh em đã biết, ngày hôm nay là ngày thứ 5 mà sau khi bảo trì tuần mới xong, dù chưa có sự kiện Team of the Season, sự kiện được coi là lớn thứ 2 trong năm, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta có rất nhiều sự kiện ngon, và đặc biệt có một chuỗi code liên quan đến chuỗi sự kiện của FIFA Day, các trận giao hữu của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về sinh nhật 2 năm của FIFA Hawaii Nexon. Thì hiện tại chúng ta cũng đang nhận quà rất là nhỏ giọt. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ nhận được một món quà như trên màn hình đây. Tuần này thì chúng ta sẽ nhận được một gói quà OVR thì mình cũng không rõ, cái đấy là tùy anh em mở thôi. Anh em nhìn này, từ mùng 2 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 thì anh em sẽ nhận được món quà bên dưới. Và đặc biệt thì trong ngày thứ 7 tuần này sẽ có sự kiện trực tiếp liên quan đến sinh nhật 2 năm của game. Cùng với đó là rất nhiều các chuỗi sự kiện đi kèm thì mình sẽ update liên tục ở trên kênh YouTube và ở trên group 31.000 thành viên FIFA Mobile Hàn Quốc, group được coi là lớn nhất cộng đồng. Cùng với đó là trên trang fanpage của mình, trang fanpage cũng khá là lớn, rồi khoảng gần 4.000 người theo dõi. Cộng đồng bây giờ thì cũng đã rất là lớn mạnh rồi, không còn ít người như ngày xưa mình mới làm YouTube thì cộng đồng mình rơi khoảng 1.000 người thôi, bây giờ đã gấp 30 lần rồi. Và kênh YouTube của mình thì cũng khá là lớn, thì anh em cũng rất là thoải mái chơi cái tựa game này thôi. Một tựa game rất hay và hứa hẹn, và nói chung là nó đa dạng, nó vui lắm. Chơi cảm giác nâng thẻ cầu thủ nó vui, nó hấp dẫn như kiểu FIFA Online 3 ngày xưa ấy, rất là hay. Như mình đã nói thì đầu tiên thì cái phần nhận quà sinh nhật 2 năm thì đã xong rồi nha. Chúng ta sẽ sang đến cái sự kiện rất được mong chờ, đó là Special Combo. Rất nhiều anh em có đăng bài hỏi là sự kiện này chơi như thế nào và sự kiện này làm như thế nào. Thì điều đầu tiên mình muốn gửi đến anh em, cái thứ nhất là sự kiện này thì mình cũng đã làm rất nhiều clip rồi. Anh em có thể lên YouTube và gõ lại cái dòng Special Combo hướng dẫn chi tiết sự kiện. Thứ hai là cái sự kiện này nói thật luôn là không dành cho dân cái chay đâu. Vì là dân cái chay cũng chỉ được 1-2 vé quay cái ô đồng ô bạc, nó không đáng bao nhiêu cả. Và sự kiện này hầu như là cách để kiếm TP sạch cho những người nạp tiền. Nói đúng ra đây là cách kiếm TP sạch cho những người nạp tiền nha. Và hôm trước mình có thấy một vài ác clone, chắc là của các thương nhân thôi, có đăng lên group. Ngay cả hôm nay vẫn còn, mình vẫn nhớ tên là mua cốt 3 tỷ FTP với giá 750k hay là 1 triệu mình không nhớ. Nhưng mà nói thật với anh em, 3 tỷ trong sự kiện này, cái cốt 3 tỷ FV nó rơi, theo mình đánh giá nó rơi khoảng 4 triệu rưỡi. Tầm 3, nếu ai bán rẻ thì 3 triệu, còn thì bán đắt thì 4 triệu rưỡi. Tất nhiên là mình nói như vậy thì các thương nhân sẽ vào, các thương nhân bảo là ôi thế bơm TP sẽ là rẻ hơn. Nhưng mà nói thật, những câu chuyện bơm TP thì mình không bao giờ mình nói. Đó là cách búp mà EA thường xuyên ban ác, và những top nào mà bị ban ác thì cũng đã trải qua cảm giác rồi. Bơm TP nó nói đúng một cách quy chuẩn, nó làm bẩn ác của anh em ra thôi. Còn thì Special Combo này nó mới là nơi mà anh em kiếm tiền sạch. Vậy nên bạn nào mà may mắn mở được cái cốt 3 tỷ thì đừng có mà nghe lời dụ dỗ mà bán có 750, nó rất là bị sai lầm đấy. Mình chỉ nói như vậy thôi. Còn chơi cái sự kiện này như nào thì nó có 4 cái ô là đồng, bạc, vàng và kim cương. Ô đồng thì tốn 3 cái vé special, ô đồng tốn 1 vé special, ô bạc tốn 3 vé special, ô vàng tốn 5 vé special và ô kim cương tốn 10 vé special. Thì anh em cứ nạp tiền là anh em mua thật nhiều vé nhé. Anh em nạp tiền và anh em mua thật nhiều vé, xong mỗi ô anh em lại mở. Ví dụ như mở 4 ô nó ra 4 chữ S thì anh em sẽ có 3 tỷ. Còn thì anh em mở 4 ô mà nó ra những cái phần thưởng ở bên dưới thì anh em sẽ nhận quà tương tự ở bên dưới. Như mình đã nói rồi là cái sự kiện này nó không dành cho anh em cày chai rồi. Thế nên là anh em cày chai thì cũng chỉ chơi free lấy khoảng vài chục triệu TP thôi. Bấm bừa bấm phứa đi tích để mở ô vàng hoặc là cứ mở ô bạc, ô đồng để kiếm. Như mình ở đây quay nhẹ phát thì cũng được hơn chục triệu TP, nó không đáng là bao nhiêu cả. Còn thì mình nói thật là nếu anh em nào có ý định đầu tư thì nên đầu tư ở sự kiện Special Combo này, nó ra TP sạch rất là nhiều. Thật sự là như vậy, có ý định đầu tư thì đầu tư, đây là cái quan điểm cá nhân của mình chứ không phải là mình nạp FV thì mình gại anh em hay là... Đây là quan điểm rõ ràng là kiện Special Combo này xả TP rất nhiều. Anh em có điều kiện thì anh em chơi, anh em xoay thật nhiều vào. Nó gọi là sự kiện xổ số và rất nhiều người đã đổi đời nhờ sự kiện này. Gọi là xổ số cơ mà. Ở trên group anh em gọi là xổ số cơ mà. Đây các phần thưởng của nó đây thì nó có cả 700 triệu, cả 300 triệu. Nhưng mà lớn nhất là 3 tỷ. Lớn thứ hai hình như là có 116 của Son Heung-min hay là Harry Kane đấy. Thì nó rất là đơn giản. Ngoài ra thì cái code này anh em có thể trao đổi cho các ác khác nha. Trao đổi cho các ác khác. Và hơn nữa là cái code này thì từ ác phụ anh em có thể cho được sang ác chính, và ác chính nhận thì đều được. Anh em nào có càng nhiều ác phụ thì mình nghĩ là càng ngon thôi. Vé Special Combo thì như hôm nay mình vào thì nó cho mình 4 vé. Còn nếu anh em muốn mua thì anh em sẽ mua mất 100 FV một vé.
mua bao nhiêu cũng được, còn nó sẽ có giới hạn hai cái gói sale ở hai bên ấy. Anh em nên chơi. Đấy, quan điểm của mình là, cá nhân của mình là anh em nên chơi nha. Còn đây là các cái phần thưởng của nó, như mình đã nói cao nhất là 3 tỷ này, cùng với đó bên dưới thì sẽ có mùa Nose 115 đến 116 cộng với lại mùa NG, đó là mùa phôi đấy. Không thì mùa Nose 115 116 sẽ rất là ngon. Ví dụ như mình thấy là nếu mà ngon nhất thì nó rơi vào khoảng tầm, dễ giá nhất thì rơi khoảng tầm 300 triệu. Để mà ra được 3 tỷ thì mình nói thật nó rơi vào khoảng tầm 30.000 FV cho ai không may mắn, may mắn thì tầm khoảng 10.000. Còn về cái sự kiện chuỗi cốt này thì mình cũng đã làm rất nhiều cái hướng dẫn nhập cốt rồi. Còn cốt ở đâu thì mình có thật mình đăng lên YouTube anh em không copy được. Nên là anh em vui lòng vào group FIFA Mobile Hàn Quốc 31.000 thành viên. Để mình sẽ ghim cốt ở trên đấy để anh em chỉ việc nhập thôi. Hoặc là anh em vui lòng xuống phần comment của clip này, mình sẽ dán cốt ở đấy mỗi ngày để anh em có thể nhận được nha. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like, một subscribe, ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều.